Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV11. Chương trình được Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Truyền hình Tin tức Sài Gòn thực hiện. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì phần lớn các chủ đề trong chương trình Thấu Lý Thấm Tình của chúng tôi đến từ những lá thư hoặc là những cuộc gọi mà chính quý vị đã gửi về hoặc là gọi về cho chương trình. Thì thưa quý vị, vì lý do là trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều những cái chủ đề mà nói ra ai cũng có thể công khai quan tâm, nhưng cũng có những chủ đề đôi khi chúng ta rất quan tâm trong lòng nhưng mà vì những lý do nào đó mà chúng ta không có tiện hỏi những người ở trong gia đình nếu họ có kinh nghiệm, hoặc cũng không tiện để công khai hỏi những người khác. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, bàn luận cũng như trao đổi về một trong những chủ đề mà Túc Anh nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người quan tâm nhưng đôi khi hơi khó và hơi không tiện để có thể hỏi một cách công khai. Thì sau đây Túc Anh xin mời quý vị sẽ gặp gỡ vị khách mời của chúng ta trong chương trình trước khi đến với chủ đề chính thức là gì. Xin chào đón luật sư Nguyễn Trần Thiên đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Túc Anh và xin chào khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa luật sư, như Túc Anh chia sẻ thì chủ đề ngày hôm nay cũng khá là được quan tâm, nhưng mà như đã nói thì thường sẽ rất là khó để đặt câu hỏi một cách trực tiếp. Thì trước tiên anh xin chia sẻ lá thư mà khán giả gửi về như sau. Chào luật sư, vợ chồng tôi đã ly thân nhiều năm. Trong thời gian ly thân, tôi có dùng tiền riêng của mình để mua một mảnh đất. Chồng tôi không hề góp một đồng nào và cũng không biết mảnh đất ấy ở đâu. Nay tôi gửi đơn ly hôn, chồng tôi yêu cầu phải chia đôi mảnh đất đó vì tôi đã mua nó khi chúng tôi còn là vợ chồng. Chỉ là ly thân, không phải là ly hôn. Luật sư cho tôi hỏi, vậy tôi có thể giữ được mảnh đất này mà không phải chia hay không? Tôi cảm ơn luật sư. Thì thưa luật sư, với lá thư này thì nhờ luật sư hãy đưa ra lời giải đáp để giúp cho chị có thể hiểu rõ về cái vấn đề của mình. Thật ra đối với cái lời giải đáp cho cái câu hỏi này đó thì nó khó và nó cũng dễ. Dạ. Cái quan trọng ở đây á, chúng ta phải dựa vào các cái quy định của pháp luật. Luật hôn nhân gia đình họ quy định rất là rõ là cái tài sản mà được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Dạ. Nó sẽ là tài sản chung, trừ những tài sản được tặng cho riêng hoặc là bây giờ họ có một cái thủ tục mới, đó là cam kết đó là tài sản riêng. Ví dụ như tài sản của vợ thì chồng cam kết là tài sản đó không phải là của tôi mà là của vợ tôi. Yeah. Như vậy thì nghe tưởng chừng như nó dễ, nhưng mà ví dụ như đặt trường hợp với vị khán giả này nó vô cùng khó, bởi vì tiền là tiền riêng. Yeah. Nhưng mà lại mua một cái bất động sản, và thật sự ra có thể xác định rằng là trong thời kỳ hôn nhân, bởi vì ở đây chỉ mới ly hôn thôi, mới ly thân xin lỗi, ly thân thôi chứ phải là ly hôn. Yeah. Như vậy thì đây có thể được xem là tài sản chung. Còn cái việc mà xác định là đây là tiền riêng để mà mua cái bất động sản này, và từ cái tiền riêng đó xác định cái bất động sản này là tài sản riêng, thì cái việc đó cái người vợ này phải chứng minh. Tuy nhiên cái việc chứng minh nó phải có cơ sở, bởi vì khi mà anh mua một cái bất động sản trong cái thời kỳ hôn nhân và anh không yêu cầu vợ hoặc chồng cam kết đó là tài sản riêng của mình, thì mặc nhiên theo quy định pháp luật, người ta sẽ hiểu rằng anh đã đồng ý nhập cái khối tài sản này vào tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Yeah. Cho nên cái việc này thì để mà muốn giải quyết thì phải bằng một cái thủ tục khác. Trong trường hợp mà tranh chấp phải yêu cầu tòa họ xác định vào trước vài cái người vợ này phải chứng minh. Còn nếu không thì theo cái quy trình quy định pháp lý bình thường thì có thể xem đây là tài sản chung của vợ chồng. Cho nên đó mới là lý do tại sao Túc Anh nói rằng đây là một cái lá thư nó khá nhạy cảm là như vậy. Vì nó có cái dễ nhưng cũng có cái khó, có cái chung nhưng mà cũng có cái phần riêng. Vậy thì thưa luật sư, có lẽ là với trường hợp này để có một cái hướng giải quyết nó êm đẹp nhất thì có lẽ cần phải có sự tư vấn của luật sư, hoặc là cần phải có sự tìm hiểu nghiên cứu nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Vậy thưa luật sư, trong thời kỳ hôn nhân, chồng ngoại tình và có cho nhân tình tài sản, cụ thể là cho đất, thì khi hai vợ chồng ly hôn, phần đất mà chồng mua cho nhân tình đó có được tính là tài sản chung của vợ chồng không ạ? Đấy lại là một cái câu hỏi mà thật ra câu hỏi này nó còn khó hơn cái câu hỏi lúc trước nữa. Dạ đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái người vợ, ví dụ như xác định được cái người chồng là ngoại tình và mua cho nhân tình bên ngoài đó, một
cái tài sản có thể là ví dụ như bất động sản đi. Thì ở đây nó có hai hình thức. Nếu như mà mua và để luôn cho cái người nhân tình đó đứng tên trên cái tài sản đó thì cái này nó sẽ khó. Lúc này các bên phải bằng một cái thủ tục tố tụng tòa án để yêu cầu xác định rằng cái nguồn tiền mà mua cái bất động sản đó là thuộc tài sản chung của vợ chồng. Dạ. Nhưng ở đây chỉ là xác định như vậy để mà nhập cái giá trị thôi, nhập cái giá trị của cái bất động sản đó vào để trong trường hợp tranh chấp thì chia đôi cái tiền đó. Chứ còn cái bất động sản đó nó là được giao cho cái người bên kia là người thứ ba ngay tình thì cái người đó vẫn được quyền sở hữu. Và dĩ nhiên rằng trong trường hợp mà cái người chồng chỉ mua cho cái bất động sản đó nhưng mà lại không cho đứng tên mà là người chồng đứng tên thì cái đó mặc nhiên mình rõ ràng rồi. Thì cái bất động sản đó hoặc cái tài sản đó được xem là tài sản chung của vợ chồng. Như luật sư nói thì nó khó hơn, nhưng mà thật ra nếu mà mình đi vào cặn kẽ và chi tiết thì thật ra cũng có thể phân tích được ngọn ngành rất là rõ ràng. Bây giờ là một cái câu hỏi khác nữa, nhưng mà Tú Anh tin là câu hỏi này nó sẽ dễ hơn chút xíu. Xin được hỏi luật sư một trường hợp khác là nếu như người vợ trước khi kết hôn được cha mẹ tặng cho một căn nhà, cả hai vợ chồng sống trong căn nhà này từ khi ly hôn, thì người vợ có được nhận lại hoàn toàn căn nhà hay không? Về cái này thì nó đúng như Tú Anh nói là nó đơn giản đó. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như trong trường hợp trước khi kết hôn mà được cha mẹ tặng cho nhà, tặng cho chồng hay là cho vợ gì đó mình cũng không quan tâm, nhưng mà cái vấn đề chỗ là gì? Tặng cho là riêng hay là chung? Dạ. Ví dụ như tôi tặng cho hai vợ chồng, hoặc là mặc dù là chưa kết hôn nha, nhưng mà cha mẹ nói tôi tặng cho con trai của tôi và con dâu tương lai của tôi. Và tôi cho đứng tên trong cái bất động sản đó. Dạ. Thì đó là tài sản chung. Còn nếu như mà dĩ nhiên rằng là trước thời kỳ hôn nhân mà cha mẹ tặng cho riêng người con trai, hoặc là bên phía bà vợ thì cha mẹ tặng cho riêng cho người vợ, thì dĩ nhiên đó là tài sản riêng. Và dĩ nhiên rằng khi mà đã tài sản riêng, đó là tài sản riêng được xác định trước thời kỳ hôn nhân mà. Cho nên là trong trường hợp tranh chấp thì cái phần đó là thuộc cái phần sở hữu riêng của cái người được cho. Cho nên là không được tính là tài sản chung của vợ chồng. Và có một cái hình thức nữa, tức là trong cái thời kỳ hôn nhân luôn, cha mẹ cũng tặng cho tài sản, nhưng mà tặng cho ghi trong cái hợp đồng tặng cho rõ luôn là tôi tặng cho riêng con gái của tôi, hoặc là tôi tặng cho riêng con trai của tôi, thì cái phần đó vẫn được xem là tài sản riêng. Nhưng nó có một cái như thế này nè. Ví dụ như cái tài sản được tặng cho riêng đó đã là tài sản riêng rồi, nhưng mà cái ví dụ như cái nhà đó không ở, phải không, cho thuê, hoặc là đất đó không ở cho canh tác, thì cái tiền thuê hoa lợi lợi tức phát sinh từ cái tài sản riêng đó trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung. Chúng ta cần phải phân định rất là rõ từng chi tiết về những việc này. Thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo nó sẽ liên quan tới vừa có pháp lý mà vừa có cả mặt tình cảm nữa đây. Một số những trường hợp trên thực tế thì người vợ vì nhiều lý do, ví dụ như là bạo hành trong gia đình chẳng hạn, cho nên muốn ly hôn, nhưng mà người chồng ép vợ mình là phải đồng ý cái thỏa thuận chia 90% tài sản cho chồng thì mới chịu ký. Vậy xin hỏi luật sư, nếu như vậy thì người vợ có được phép đơn phương ly hôn không? Trong mọi trường hợp thì người vợ này được phép đơn phương ly hôn. Và cái việc mà cái người chồng ép để mà chia 90% cái tài sản cho cái người chồng á, thì kể cả nha, ép mà người vợ có lập văn bản, lập văn bản, nhưng khi mà đưa hồ sơ ly hôn ra tòa, người vợ này nếu chứng minh được cái việc là mình bị bạo hành, bị ép buộc, bị cưỡng bức, thì cái văn bản mà giao 90% cái tài sản riêng cho chồng nó vẫn không có giá trị pháp lý, và phía cơ quan tòa án người ta sẽ vẫn chia theo quy định của pháp luật. Thậm chí là người ta có thể xem xét thêm một cái tình tiết có lợi cho người vợ nữa, là người vợ này bị bạo hành về mặt tinh thần hoặc là mặt thể xác gì đấy, để người ta có cái hướng xử lý cân đối cái việc chia nó có lợi hơn cho người vợ, để bù đắp những cái thiệt hại tổn thất về tinh thần, về sức khỏe cho người vợ. Cảm ơn luật sư rất là nhiều vì những giải đáp cho các câu hỏi mà Tú Anh đã đưa ra trong chương trình ngày hôm nay ạ.
Quý vị khán giả thân mến, đặc biệt là vị khán giả đã gửi lá thư về cho chương trình ngày hôm nay, thì hy vọng rằng với câu trả lời cho lá thư ấy cũng như những câu hỏi khác mà chương trình đã đưa ra thì sẽ giúp chị có cái nhìn rõ hơn, hình dung được rõ hơn những cái vấn đề mình cần phải quan tâm để có thể giải quyết được việc mà mình đang quan tâm lúc này. Và thêm một điều nữa là với cái trường hợp của chị thì nên có cái sự tư vấn cũng như là hướng dẫn cặn kẽ hơn từ một luật sư, thì chắc chắn là nó sẽ có một cái phương án giải quyết một cách hợp lý và thỏa đáng nhất. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Nếu như có những thắc mắc khác liên quan đến các vấn đề pháp luật dân sự, quý vị hãy gửi về cho chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp và giải đáp trên những số phát sóng tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ, Tuyết Oanh và luật sư Nguyễn Trần Thiên xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.